thì các bạn, đây là trung tâm Sài Gòn vào ngày 3 tháng 10 năm 2021. Phía xa xa là Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh. Là đài phun nước. Hàng phía trước là ở dưới là đường ngầm của tuyến xe điện ngầm Bến Thành Suối Tiên. Còn đây là phố đi bộ. Ban ngày, ban đêm thì cũng chưa có hoạt động lại. Một cái sàn rách rất là nổi tiếng. Và bên tay phải đây là quảng trường nhà hát thành phố, nhà hát lớn. Cuộc sống đang trở lại tương đối bình thường. Mọi người đã tránh khách du lịch rồi đấy. Thành Yên đang có mặt ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và ngày hôm nay đi tham quan một lần thì bây giờ trời đang mưa nhưng mà cũng đã có thấy khách du lịch và bà con đã bắt đầu ra phố đi bộ đi ngắm cảnh. Như là bác đây thì có hai cháu nhỏ đi, tại vì 4 tháng là ở trong nhà thì rất là bí bích rồi, thành ra là hôm nay Thành Yên cũng đi đến trung tâm thành phố thì cũng cảm thấy vui khi mà cuộc sống đang dần dần trở lại bình thường. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mấy em ở đâu đây? Dạ. Cho anh phỏng vấn mấy câu. Thế em đi tham quan à? Dạ. Ê, Hoa chuẩn bị rút quân chưa mà đi tham quan? Dạ, chuẩn bị rút rồi. Thế em ở đâu vào? Dạ, thế à? Hello. Hello. Hello you. How are you? I am good. How are you? Very well. Where do you come from? Mỹ. Are you in the States? Mỹ. Okay, very good. Number one. Oh, yeah. Number one. Well, I like it very much, but I haven't got enough money to your country. Oh, it's no good. Stay here. Yeah. Vietnam is better. How long have you been here in Ho Chi Minh City? 2 years. 2 years. Okay. Do you think, what do you think about COVID? COVID here. COVID is very sad, but I'm so happy I'm in Vietnam. Yeah. Vietnam is the best. Yeah. They'll be strong again. Yeah. Where are you from? I'm Ho Chi Minh. I stay in Ho Chi Minh City. Yeah. Is that where you're terrible, from? Terrible. Very terrible. It's COVID. Yeah. Terrible here. Yeah. What do you do for work? What is your work? Pardon? What is your work? I work in now I still work now. Yeah, good. Still work. Yeah. Good. Okay. What is your name? My name Thành Hiên.
Hien. What's your name? Brendan. Yeah, okay. Michelle. Oh, yeah, I think foreigner is very beautiful. Oh, you're and so very friendly. You're so good. Your English is so good. Yeah. Bravo. Where did you learn English? I learned English at university. A university. University. In Ho Chi Minh? In Ho Chi Minh City. That's very good. It's yeah. very good. Very good. Right. Bye-bye. Bye-bye. Anh đang ngắm cảnh nha. Anh nhà đâu tới đây? Ừ, ba gần gần đây rồi. À, thế là bây giờ hết dịch rồi mình đi cho nó thoải mái đúng không? Đông đã chứ nhốt nhà mấy à, rồi. Bây giờ cho các cháu đi đi ấy hả? Đúng rồi. Cho mấy đứa nhỏ nó ra đây cho nó thoải mái. Bốn tháng trời. Người lớn đã thấy khổ rồi đúng không anh? Đúng rồi. Bữa nay đã thấy có khách du lịch rồi đó. Ra rồi. Bây giờ tỉnh lên cho vô lại rồi. À. Đi khách được đâu, khách nó cho vô lại rồi. Đây là nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Đó. Đang tu sửa cái biển. Và phía xa kia là bưu điện thành phố, một tòa nhà cổ thành pháp rất đẹp. Đây là nhà thờ đang tu sửa. Đây là nhà thờ lớn Sài Gòn đang tu sửa.
đây tôi đang đứng ở đường Lê Duẩn, ở phía trước là trường Kim Đức, đây là trường Kim Đức. Đây là hồ con rùa, con rùa xanh có một chiếc hình tròn. Sài Gòn.